Chào các bạn học sinh lớp 7. Tuần trước chúng ta vừa học xong bài 1 của chương 3, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Hôm nay, trước khi đi vào bài học mới, ta sẽ kiểm tra lại bài cũ. Hãy phát biểu hai định lý về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Trong tam giác vuông, cạnh nào lớn nhất? Vì sao? Câu trả lời. Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Và ngược lại, trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Trong tam giác vuông, vì góc vuông là góc lớn nhất, nên cạnh huyền đối diện với góc vuông là cạnh lớn nhất. Cho hình vẽ bên, hãy so sánh AH và AB. Trong hình vẽ, ta thấy AH và AB là các cạnh của tam giác vuông AHB vuông tại H. AB là cạnh huyền, AH là cạnh góc vuông, nên ta trả lời AH nhỏ hơn AB. Như vậy, ta đã so sánh AH với AB dựa vào quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác. Ta cũng có thể so sánh AH và AB với một quan hệ khác, mà quan hệ đó ta sẽ học trong bài học hôm nay. Ta vào phần 2 bài mới. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên và hình chiếu. Trong bài học này ta sẽ đi qua 3 phần. Phần thứ nhất, khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên. Phần thứ hai, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Phần thứ ba, các đường xiên và hình chiếu của chúng. Ta đi vào phần 1, khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên. Từ điểm A không nằm trên đường thẳng D. Ta kẻ một đường thẳng vuông góc với D tại điểm H. Trên đường thẳng D, lấy điểm B không trùng với điểm H. Nối A với B. Ta có những khái niệm sau đây. Thứ nhất, đoạn thẳng AH được gọi là đoạn vuông góc hay đường vuông góc kẻ từ điểm A đến đường thẳng D. Thứ hai, điểm H được gọi là chân đường vuông góc hay hình chiếu của điểm A trên đường thẳng D. Thứ ba, đoạn thẳng AB là đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng D. Và cuối cùng, đoạn thẳng HB được gọi là hình chiếu của đường xiên AB trên đường thẳng D. Các bạn chú ý, ở đây có hai khái niệm về hình chiếu. Hình chiếu của điểm A trên đường thẳng D là điểm H. Còn hình chiếu của đường xiên AB trên đường thẳng D là đoạn thẳng HB. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết bài tập hỏi 1 nhé. Cho điểm A không thuộc đường thẳng D. Hình 3, hãy dùng eke để vẽ và tìm hình chiếu của điểm A trên đường thẳng D. Vẽ một đường xiên từ A đến D, tìm hình chiếu của đường xiên này trên đường thẳng D. Bài toán yêu cầu chúng ta dùng eke để vẽ và tìm hình chiếu của điểm A trên đường thẳng D. Vậy, muốn tìm hình chiếu của điểm A trên đường thẳng D, ta phải vẽ cái gì? Đây là việc vẽ đường vuông góc từ điểm A đến đường thẳng D. Việc làm này chúng ta đã thực hiện rất nhiều ở chương 1. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thao tác vẽ nhé. Như vậy, hình chiếu của điểm A trên đường thẳng D chính là điểm H. Và
hình chiếu của đường xiên AB trên đường thẳng D chính là đoạn thẳng HB. Ta đi sang phần 2, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Một câu hỏi đặt ra là: từ một điểm A không nằm trên đường thẳng D, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng D? Khi học ở chương 1, ta đã biết rằng từ một điểm A không nằm trên đường thẳng D, ta chỉ có thể kẻ được duy nhất một đường vuông góc đến đường thẳng D. Vậy còn đường xiên, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng D? Chỉ cần lấy một điểm B không trùng với chân đường vuông góc kẻ từ A, tức là điểm H, thì ta có thể có một đường xiên. Như vậy, từ điểm A ta có thể kẻ được vô số đường xiên đến đường thẳng D. Bây giờ ta hãy so sánh đường vuông góc và các đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng D. Ở đầu bài ta đã biết rằng AH nhỏ hơn AB. Với AB là một đường xiên bất kỳ. Như vậy, ta có thể nêu nhận xét rằng đường vuông góc nhỏ hơn mọi đường xiên. Và đó cũng chính là nội dung của định lý sau, định lý 1. Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất. Sau đây là giả thiết kết luận của định lý. Giả thiết A không thuộc D, AH là đường vuông góc, AB là đường xiên. Kết luận AH bé hơn AB. Ta đã chứng minh định lý này ở đầu bài học. Bây giờ ta sẽ chứng minh nó theo một cách khác bằng cách giải quyết bài toán hỏi 3 sau đây. Hỏi 3, hãy dùng định lý Pythagore để so sánh đường vuông góc AH và đường xiên AB kẻ từ điểm A đến đường thẳng D. Giải, áp dụng định lý Pythagore vào tam giác AHB vuông tại H, ta có AB bình phương bằng AH bình phương cộng HB bình phương. Vì AB bình phương bằng AH bình phương cộng HB bình phương, nên ta suy ra AB bình phương phải lớn hơn AH bình phương. Suy ra AB lớn hơn AH. Hay AH nhỏ hơn AB. Như vậy ta thấy từ điểm A ở ngoài đường thẳng D, ta chỉ có thể kẻ được duy nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng D, nhưng lại có thể kẻ được vô số đường xiên tới đường thẳng D. Hơn nữa, trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ điểm A đến đường thẳng D, thì đường vuông góc là đường ngắn nhất. Nên độ dài AH được gọi là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng D. Ta có định nghĩa sau. Độ dài đường vuông góc AH gọi là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng D. Đến đây chúng ta sẽ nhắc lại một chút về kiến thức lớp 6. Ở lớp 6 chúng ta đã học khoảng cách giữa hai điểm A và B được định nghĩa như thế nào. Khoảng cách giữa hai điểm A và B được tính bằng độ dài đoạn thẳng nối hai điểm AB. Còn bây giờ, khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng D được tính như thế nào? Theo định nghĩa trên, muốn tìm khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng D, ta phải kẻ đường vuông góc từ A xuống đường thẳng D. Và độ dài đoạn thẳng AH chính là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng D. Ta đi sang phần thứ 3,
các đường xiên và hình chiếu của chúng. Trước khi đi xét về định lý 2, quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của chúng, ta sẽ thực hiện bài tập hỏi 4. Cho hình 6, hãy dùng định lý Pythagore để suy ra rằng A. Nếu HB lớn hơn HC thì AB lớn hơn AC. B. Nếu AB lớn hơn AC thì HB lớn hơn HC. C. Nếu HB bằng HC thì AB bằng AC. Và ngược lại, nếu AB bằng AC thì HB bằng HC. Lời giải như sau. Theo định lý Pythagore, trong tam giác vuông AHB và tam giác vuông AHC, ta có AB bình phương bằng AH bình phương cộng HB bình phương, AC bình phương bằng AH bình phương cộng HC bình phương. Chứng minh câu A. Ta phải chứng minh nếu HB lớn hơn HC thì AB lớn hơn AC. Ta có HB lớn hơn HC giả thiết, suy ra HB bình phương sẽ lớn hơn HC bình phương. Cộng vào hai vế AH bình phương, ta được AB bình phương cộng AH bình phương lớn hơn AH bình phương cộng HC bình phương. Vế trái chính là AB bình phương, vế phải chính là AC bình phương. Vậy ta suy ra AB bình phương lớn hơn AC bình phương, từ đó suy ra AB lớn hơn AC. Câu B, chứng minh nếu AB lớn hơn AC thì HB lớn hơn HC. Ta có AB lớn hơn AC giả thiết, suy ra AB bình phương lớn hơn AC bình phương. Suy ra AH bình phương cộng HB bình phương lớn hơn AH bình phương cộng HC bình phương. Ở đây ta đã thay AB bình phương bằng AH bình phương cộng HB bình phương và AC bình phương bằng AH bình phương cộng HC bình phương. Ta thấy ở hai vế đều có cùng số AH bình phương, bỏ cái số này ở hai vế đi, ta được HB bình phương lớn hơn HC bình phương. Ta suy ra HB lớn hơn HC. Câu C, chứng minh nếu HB bằng HC thì suy ra AB bằng AC. Và ngược lại, nếu AB bằng AC thì HB bằng HC. Ta có thể nói rằng HB bằng HC tương đương với AB bằng AC. Ta có HB bằng HC giả thiết, điều này tương đương với HB bình phương lớn hơn HC bình phương, tương đương với AH bình phương cộng HB bình phương bằng AH bình phương cộng HC bình phương, tức là ta đã cộng vào hai vế cùng một số AH bình phương. Vế trái chính là AB bình phương, vế phải chính là AC bình phương. Ta có AB bình phương bằng AC bình phương, suy ra AB bằng AC. Ta vừa chứng minh xong bài tập hỏi 4. Ở bài tập này, AB và AC là hai đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng D. HB và HC là hai hình chiếu tương ứng. Việc chứng minh bài tập hỏi 4 cũng chính là chứng minh định lý 2 sau đây. Định lý 2, trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, A, đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. B, đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. C, nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau. Và ngược lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau. Định lý này nói về mối liên hệ giữa đường xiên và hình chiếu của chúng. Như vậy, để so sánh đường xiên, ta có thể bằng cách so sánh hình chiếu. Và ngược lại, muốn so sánh hình chiếu, ta có thể so sánh đường xiên của chúng. Đường xiên lớn thì hình chiếu lớn, và ngược lại, hình chiếu lớn thì đường xiên lớn. Nếu đường xiên bằng nhau thì hình chiếu cũng bằng nhau, và ngược lại, nếu hình chiếu bằng nhau thì đường xiên cũng bằng nhau. Dựa vào định lý đó, ta làm bài tập 8 sau đây. Bài tập 8 trang 59 sách giáo khoa cho hình 7.
Biết rằng AB bé hơn AC trong các kết luận sau, kết luận nào đúng, tại sao? A. HB bằng HC, B. HB lớn hơn HC, C. HB nhỏ hơn HC. Ta trả lời như thế nào? Ở hình 7, AB và AC là hai đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng BC. Giả thiết cho AB bé hơn AC. Đường xiên bé thì hình chiếu cũng tương ứng cũng phải bé. Như vậy, AB bé hơn AC, ta suy ra HB bé hơn HC. Vậy đáp án đúng ở đây là câu C. Ta giải tiếp bài tập số 9 trang 59 sách giáo khoa. Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ M. Ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn bơi đến C, vân vân. Hỏi rằng bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đề ra hay không? Ngày hôm sau có bơi được xa hơn ngày hôm trước hay không? Vì sao? Ta giải quyết bài toán này như thế nào? Để xét xem bạn Nam tập bơi có đúng với mục đích đề ra hay không, tức là ngày hôm sau có bơi được xa hơn ngày hôm trước hay không, ta phải xét đến vấn đề gì? Câu trả lời, ta phải xét xem độ dài các đường bơi của bạn Nam có tăng dần hay không, tức là MD có lớn hơn MC hay không. Tương tự, MC có lớn hơn MB và MB có lớn hơn MA hay không. Trên hình vẽ ta thấy MA, MB, MC, MD lần lượt là đường vuông góc và các đường xiên kẻ từ điểm M đến đường thẳng AD. Như vậy, AB, AC, AD lần lượt là hình chiếu của các đường xiên MB, MC, MD trên đường thẳng AD. Vậy theo định lý 1 thì độ dài đưa đường thẳng nào ngắn nhất? Ta có MA là đường vuông góc, MB, MC, MD là các đường xiên. Như vậy, MA là đường ngắn nhất. Bây giờ ta hãy so sánh MB, MC và MD. Để so sánh MB với MC, ta cần so sánh điều gì? Ta phải so sánh AB và AC. AB có nhỏ hơn AC không? Vì B nằm giữa A và C nên ta có AB bé hơn AC. Suy ra MB bé hơn MC. Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn sẽ lớn hơn. Tương tự, vì C nằm giữa A và D nên AC bé hơn AD. Suy ra MC bé hơn MD. Theo định lý 2. Vậy ta có MD lớn hơn MC, lớn hơn MB, lớn hơn MA. Vậy cách mà bạn Nam tập bơi như thế đúng với mục đích đề ra, tức là ngày hôm sau bơi được xa hơn ngày hôm trước. Ta giải quyết bài tập 13 trang 60 sách giáo khoa cho hình vẽ. Hãy chứng minh A, BE bé hơn BC, B, DE bé hơn BC. Chúng ta cùng tìm tòi lời giải nhé. Câu A, BE bé hơn BC. Làm thế nào để chứng minh được BE bé hơn BC? Nhìn vào hình vẽ, ta thấy BA vuông góc với AC. Tức là BA là đường vuông góc kẻ từ điểm B đến đường thẳng AC. Đồng thời BE và BC là các đường xiên kẻ từ điểm B đến đường thẳng AC. Như vậy, AE và AC lần lượt là các hình chiếu của các đường xiên BE và BC trên đường thẳng AC.
Vậy để so sánh BE và BC, ta cần so sánh hai đoạn thẳng nào? Đó là so sánh AE và AC. Ta thấy vì E nằm giữa A và C, nên AE bé hơn AC. Vậy suy ra BE bé hơn BC. Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. Câu B, DE bé hơn BC. Ta thấy rằng DE và BC không phải là hai đường xiên kẻ từ cùng một điểm đến một đường thẳng. Vậy làm thế nào để chúng ta so sánh? Để so sánh DE với BC, ta phải thông qua so sánh với BE. Ta có EA vuông góc với AB, nên EA là đường vuông góc kẻ từ điểm E đến đường thẳng AB. Đồng thời, ED và EB là các đường xiên kẻ từ điểm E đến đường thẳng AB. Như vậy, AD và AB lần lượt là các hình chiếu của đường xiên ED và EB trên đường thẳng AB. Vậy, ED như thế nào với EB? Ta lại có D nằm giữa A và B, nên AD bé hơn AB. Suy ra ED bé hơn EB. Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn theo định lý 2. Như vậy, BE bé hơn BC ở câu A, DE là bé hơn BE, nên DE bé hơn BC đều phải chứng minh. Chúng ta vừa học xong bài học quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên và hình chiếu. Trong bài học này, ta cần nắm được những vấn đề gì? Trước hết, ta cần phải nắm được các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên, hình chiếu của một điểm trên một đường thẳng, chính là chân đường vuông góc kẻ từ điểm đó đến đường thẳng. Với lưu ý, khi nói đến hình chiếu, ta cần phải nói hình chiếu của cái gì, chiếu lên đâu. Các bạn cần phải nắm được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên qua định lý 1 của bài học. Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm đến một đường thẳng, thì đường vuông góc là đường ngắn nhất. Các bạn cũng cần phải nắm được quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của chúng qua định lý 2 của bài học. Sau bài học này, các bạn cần học kỹ lý thuyết và làm thêm các bài tập 10, 11, 12, 14, trang 59, 60, sách giáo khoa. Và cuối cùng là một câu đố dành cho các bạn. Ai bơi xa nhất, ai bơi gần nhất, làm sao để biết dễ dàng? Các bạn hãy điền câu trả lời của mình vào phần thảo luận sau bài học nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn.